Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Góc Nhỏ của Logan. Thì cũng lâu lắm rồi mới có dịp quay trở lại làm review cho các bạn xem đây. Và sorry các bạn nha, tại vì gần đây mình cũng có công việc bận với lại bí idea, cho nên là cái thời gian quay video hơi lâu, cái thời gian ra video nó hơi lâu. Cho nên đó hả, thì mình sẽ cố gắng ra video đều đều các tuần cho các bạn xem nha. Và bây giờ hả, thì chúng ta sẽ quay trở lại với chuyên mục review đồ chơi Tokusatsu nha các bạn. Và trước khi bắt đầu thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok. Và như tiêu đề đó hả, thì trước mặt các bạn đây chính là Another Rider Wars Set 1 nha các bạn. Thì á, cái bộ này đó thì ra cách đây cũng hồi Kamen Rider Zio mới chiếu hình như cũng 1-2 năm gì đó. Thì cái lúc mà cái bộ này nào mới ra thì order ha là dưới 1 triệu gì đó, cỡ khoảng 1 triệu đó. Bây giờ ha, mình mua lại từ seller, mua second hand lại của người ta thì với giá có 500k thôi các bạn. Do cũng ra lâu rồi mà. Này là hàng B-Bandai nha các bạn. Đó. Và tất nhiên là hàng second hand đó thì nó sẽ không có được mới rồi. Đây, thì cho các bạn coi sơ cái hộp đó. Gồm 5 Raider là Fai, Exado, Bill, Voze, Wizard. Wizard nó đọc tên liếu cả lưỡi luôn. Đó, logo kỷ niệm 20 năm Kamen Rider nè, Bandai nè. Đó. Mặt bên đây Another Watch Set. Trên đây là chơi được với lại Death Shiku River. Và đây là mặt sau. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp nhanh ra các bạn. Đó, đây, nó có giấy hướng dẫn sử dụng. Cái này cũng không cần thiết lắm đâu. Và tất nhiên hả, là Bandai bán ra hả, đương nhiên là không phải bán từng cái quát được các bạn. Là bán một cái quát như vậy nha. Nhưng mà nó tổng hợp 5 cái âm thanh của Bill, Fai, Bowser, Wizard, Exado. Đọc đại là SAD nha. Thì cái tên đó đọc muốn liếu lưỡi luôn á các bạn. Rồi ok. Đọc dạy sạch sẽ đó. Đây. Và đây là cái quát của chúng ta đây nè các bạn. Để cái hình bill ha. Người ta Bandai ha, làm trong suốt vậy nè, để cho mà nó có được cái ánh đèn led chiếu qua đó các bạn. Đó các bạn có thấy không, mặt của bill nè. Another bill. Ừ, đọc là another bill. Đây là Wizard. Nè. Nói thật với các bạn luôn, cái lúc mà coi Tio á, tôi coi tới cái tập mà Kamen Rider Gaze đấu với lại Another Fire là Voze á, mấy cái tập đầu á thấy thú vị, hay á các bạn. Mới đây cũng 2 năm rồi ha. Giờ ai cũng chơi tới Zero One với lại sắp sửa chơi Saber rồi. Mình vẫn lật đật chơi Zio. Đây, đây là mặt của Voze nha. Làm kiểu trong suốt để cho ánh đèn led nó qua đó. Mình cũng chưa có cho pin vô nữa. Giờ mình sẽ cho pin vô để test nha các bạn. Xài 3 cục pin cục áo. Đó. Ok. Ấn vô cái nút cho nó reset lại. Rồi. Build. Để gắn cái quá là cái mặt đồng hồ vô nè. Ok.
Ủa, à đúng rồi, hình như là bấm giữ á, thì nó sẽ ra cái tiếng của SAD. Ok. Đó, như các bạn thấy là chơi cái này cũng đơn giản ha, mà âm thanh lại ngầu nữa. Phải chi bán lẻ từng cái mà giá rẻ rẻ xíu á, thì cũng ok. Đó, thì chơi với lại Chiku River thì cũng hơi chán. Để mình cho các bạn coi nha, khi mà chơi với cái hát lân á, thì nó sẽ như thế nào nha các bạn. Ok, chờ mình tí xíu. Đó, và đây là âm thanh khi mà chơi với lại các hát lân đó các bạn. Ok, và thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Và trước khi chào tạm biệt thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh, bật thông báo, like và chia sẻ giúp mình vào nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Logan nha.